Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video Điện Máy Bình Sơn. Hôm nay là ngày 29 tháng 12 và chúng tôi vừa về được 3 chiếc máy sới. Trong đấy có 2 chiếc Sanma MK7 và 1 chiếc Sivora KF652. Thì 2 chiếc MK7 kia chúng tôi đang vệ sinh. Lát nữa chúng tôi sẽ quay lên video cho các bạn xem. Và trước mắt đây chúng tôi đang quay cho các bạn chiếc Sivora. Chiếc này thì công suất lớn hơn so với chiếc Sivora KF552. Chiếc này là 652 và chiếc này công suất của nó lên đến 6 ngựa, máy của nó cực kỳ đẹp. Lô này chiếc này cực kỳ đẹp luôn các bạn ạ. Máy nguyên bản luôn, đẹp nguyên tất cả các thứ luôn. Và chiếc này thì chúng tôi đã giới thiệu với các bạn rồi, rất là nhiều rồi, và bây giờ chúng ta chỉ quan tâm đến là chiếc này nó hình thức của nó ra làm sao, cũ hay mới thôi. Ok, chiếc này về ngày 29 tháng 12 năm 2018 các bạn nhá. Đến ngày mai là 30 và đã là hết Tết dương lịch. Và đây là chiếc này về áp Tết năm nay luôn. Các bạn có thể thấy được máy rất là đẹp. Chiếc này thì phần đầu máy đây, các bạn có thể thấy được phần chụp giật của nó. Chiếc này còn nguyên luôn thì nó có thêm một cái chắn sắt ở bao xung quanh cái phần chụp giật. Nhìn cái động cơ thì các bạn liên tưởng ngay đến động cơ Mitsubishi GM 180, 181 và 182 đúng không ạ? Chiếc này thì rất là đẹp, bình xăng của nó bình xăng sắt và các bạn có thể thấy được thương hiệu Sivora. Bản chất nhá, chiếc máy Sivora KF bản chất chiếc máy Sivora KF552 và chiếc Mitsubishi MM55 nó là một. Nó chỉ khác nhau trên thương hiệu thôi, còn các bạn có thể tham khảo luôn là nó là một luôn, rất là giống hệt nhau. Tôi sẽ quay phần trên cho các bạn xem thấy máy như thế nào. Đây là phần bình xăng của nó bằng sắt. Máy nghiêng USB, máy Mitsu. Các bạn có thể thấy được đây dung tích của động cơ nó được dập trên lốc máy Mitsu. Đây là dòng chữ Sivora KZ, chiếc này là KZ652 các bạn nhá. KZ652. Lốp của nó còn rất là đẹp nguyên luôn, trục trước còn nguyên luôn. Chiếc này là đảo tay được các bạn ạ. Ok, các bạn có thể thấy được phần cần số của nó đây. Rất là đẹp. Số của nó vào rất là nhạy. Có thể khóa số. Đấy. Khi các bạn di chuyển đảo tay lên luống thì các bạn có thể khóa số được. Máy còn quá là ok. Phần công tắc, phần le gió được thiết kế trên này luôn. Ok, máy rất đẹp. Đây là bộ phận dàn phay, các bạn có thể thấy được dàn phay của nó, những cái con ốc này còn nguyên luôn. Đây là cái góc có thể điều chỉnh được cái độ rộng hẹp của cái góc dàn phay. Đấy, rất đẹp. Phần hộp số. Ok. Phần truyền trục từ xích của nó sẽ truyền trục từ hộp số này và chạy ra dàn phay sau. Đây các bạn có thể thấy được dàn phay của nó. Các cái răng phay răng sới đây. Cực kỳ ok luôn. Con này đảo tay được nhá các bạn nhá. Đảo tay lên luống luôn. Máy trông lưng lưng sừng sức luôn. Máy rất là đẹp và to. Ok. Rồi, nếu các bạn muốn mua chiếc máy Sivora này, vui lòng liên hệ Điện Máy Bình Sơn theo số điện thoại 0961 349 345 hoặc là 0974 457 099. Chiếc Sivora KZ652F này có giá tại Điện Máy Bình Sơn là 13 triệu các bạn nhá. Nếu các bạn muốn mua hàng, vui lòng liên hệ ngay với chúng tôi. Cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Và tiếp theo chúng tôi sẽ làm tới chiếc máy Sanma MK7. Ok. Rồi, video của chiếc máy Sivora KZ652F đã kết thúc. Và cảm ơn các bạn đã quan tâm. Các bạn vui lòng like, subscribe kênh Điện Máy Bình Sơn. Bật chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất nhá. Cảm ơn các bạn quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Giá chiếc máy này tôi nhắc lại một lần nữa là 13 triệu. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.